Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Xin kính mời quý vị nghe bài thơ Giá trị người nữ cơ đốc. Châm ngôn đoạn 31 câu 10 đến câu 31. Khi Chúa dựng nên các loài khoáng sản, thì Ngọc Châu rất quý hiếm vô cùng, dùng để tôn vẻ đẹp chốn hoàng cung của vua chúa thế gian đầy quyền quý, ngay trong cả nơi thiên thành tuyệt mỹ, cũng làm toàn những trân quý ngọc châu, đủ loại ngọc có đủ cả sắc màu, nơi phước hạnh của những người dân chúa. Ai không muốn có ngọc châu làm của, được một lần thỏa mãn nỗi ước ao, ngọc làm cho giá trị được thêm vào trong cuộc sống để mọi người chiêm ngưỡng. Dù rất quý nhưng không như ta tưởng, vì ngọc châu vẫn còn kém thua nhiều. Nữ tài đức con người thật đáng yêu, giá trị nàng trỗi hơn nhiều châu ngọc. Nàng thức dậy tự tay lo chăm sóc, phát thức ăn lương thực cho gia đình, phân công việc cho những kẻ gia đình. Một ngày mới bắt đầu từ rất sớm, nàng nghĩ đến cánh đồng thật rộng lớn và đầu tư khiến huê lợi thêm nhiều, rồi đổi thành một vườn rất đáng yêu. Được ít lợi nàng càng thêm mạnh mẽ, Chúa yêu mến thêm cho nàng sức khỏe, nên ngày đêm nàng chăm chỉ miệt mài. Bên khung cửi chỉ với những sợi gai, nàng dệt áo cho cả nhà đông lạnh. Nàng không quên nghĩ đến nhiều bá tánh đang lâm vào cảnh thiếu thốn khó khăn, đưa tay ra ban phát các thức ăn. Chúa ban phước cho nàng thêm thịnh vượng, cả nhà nàng được ăn sung mặc sướng, chồng của nàng cũng được mọi người khen, nên trỗi dậy chúc phước cho nàng rằng nàng cao quý hơn muôn vàng phụ nữ. Nữ tài đức được ghi vào thánh sử bởi vì nàng kính Chúa, yêu chồng con, duyên giả dối sắc đẹp cũng không còn, duy đức hạnh mới trường tồn mãi mãi. Ngô Quang Minh.